Ơ. Đây rồi, ZD, một bàn. 2 trên 5 năm rồi thì chân trái không phải là vấn đề, vẫn là bách gớm. Donate cho Tabi 10.000. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picked another pieces. Bad at me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new. Ok, bây giờ tôi sẽ đưa anh em đến Van der Beek. Nhân viên VP Bank đã donate cho Van der Beek 34 luôn này. Tôi chỉnh cái huấn luyện viên cho ấy đã, huấn luyện viên cho Van der Beek đã. Van der Beek này tôi nghĩ là sẽ để những cái di chuyển sân vào vòng cấm. Đã donate. Anh em đợi tí nữa, tôi ra tôi lấy nước. Ok, chúng ta sẽ đến với Donny Van der Beek. Đó, trong vai trò CF ở đội hình quốc dân. Này, chúng ta đang, và bây giờ anh em phải hiểu là chúng ta đang làm content này ở danh siêu sao nhá. Đó, chúng ta đang làm ở danh siêu sao. Donny đâu? À. Nope. Trời ơi, dê dắt cũng được đấy chứ nhờ, khả năng dê dắt cái thứ nhìn trông cũng ok. Đó, trông nhìn cũng ok la phết đấy chứ. Odiozola. Donny. Một vài cái nhịp xử lý thôi. Một vài nhịp xử lý của Donny. Qua tiếp. Không được. Qua ba thằng thì hơi khó. Qua ba thằng thứ thì hơi khó. Được chưa? Nào, Van der Beek phản công nhanh. Donny. Đây rồi. Ui, không thoát được qua kìa. Ơ. Đây rồi, ZD, một bàn. 2/5 năm rồi thì chân trái không phải là vấn đề, Van der Beek ạ. Donate cho Tabi 10.000 phiên bản này. Donny ra 2/5 năm. Chuyển lên trên. Tiếp tục chuyển cánh tiếp. Tiếp tục chọc cánh. Đó. Rồi. Quay lại. Chuyển lên cánh. Đó. Quay về chuyển. Thấy chưa? Đó. Cái bài công nó sẽ chỉ như vậy thôi. Ui, Van der Beek không chọc qua được kìa. Bị bắt. Ăn quả phản công luôn. À, phản công quả này 2-0 đóng hòm này. Đấy, 2-0 quả này đóng hòm luôn. Chưa được về, mình phản công quả này hơi chậm. Trời ơi, đỡ bóng lại là chuyền được Van der Beek rồi. Dưới. Đó, cắt luôn. Trồng biên tiếp. Chuyền về. Đấy. Cố gắng đọc anh ạ. Ví dụ như anh em trong, nếu như là anh em trong tình huống này anh em sẽ xử lý như nào thì gần như đối phương nó sẽ xử lý đúng như vậy. Cánh này giữa này. Nhân viên VP Bank đã donate đó. Cho Tabi 10.000 đồng. Cánh. Trời, Donny kìa. Donny bé nhỏ ạ. Nhưng mà phiên bản này cắt bóng thích thật, những quả lao lên cắt bóng thứ thoải, nó cảm giác nó cắt nó chuẩn đấy, nó còn không kiểu bị văng ra nữa, nên là với lại không bị thổi mấy quả phạm lỗi ngáo ngáo nữa, nên là mình rất là những em nào mà kiểu thích dùng tốc bóng mạnh ấy thì nó sẽ là một cái lợi thế. Donny. Được không ta? Sở của Donny Van der Beek. Nope. Ui. Cắt bóng khéo thế nhờ. Có Chiellini này cắt bóng vừa rồi hay thật. Giữa. Chuyển đi không hết giờ. Nhanh chuyển đi không hết giờ. Phiên bản này thì tôi nghĩ là Van Dijk nó sẽ có đất diễn. Đó. Và những cái con hàng chân dài mà khều. Đấy. Khều bóng ấy. Thì nó sẽ có đất diễn. Mẹ đúng hai làm trận đấu đúng. Chỉ có hai cái highlight trông nó nghèo nàn. Highlight thật sự. Duy Hòa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ồ, cảm ơn Duy Hòa nhé. Chào thầy, hôm nay em đi học hơi muộn ạ. Ok, xin chào Duy Hòa.
Doni. Doni bé nhỏ truyền hay thế nhở. Ô Doni và Đức Bách có cái kiến tạo truyền hay thật. Doni Kimmich. Ok 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 ok. Tôi bắt đầu thấy con mê cái con Doni này rồi đấy. Đấy, tôi bắt đầu thấy mê con này rồi. Doni HG này nó là một trong những lựa chọn rất là ok của team Colo MU ấy. Doni. Nope. Sút ra ngoài á. Ui, Doni à, sút chạm đường môn. Con Doni này cảm giác là cái AI của nó di chuyển ở trong cái mùa HG này cảm giác nó hay quá. Truyền chọn cũng ok. MNS cũng được. Kỳ cựu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chân đậu 5 năm. Em cũng mới xúc con này, cảm giác chạy chỗ còn khôn hơn bù nô 22TS. Ừ, nó đá xếp, nó di chuyển, nó hỗ trợ tiền đạo rất là hay nhé. Di chuyển để mở ra khoảng trống, đấy. Thấy không? Di chuyển để mở ra khoảng trống rất là hay, Doni này. Fan. Dấu tên 386 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hay chưa? Trời ơi! Anh sao thì tiền đá hay là trình đá vậy thầy? Thầy phân tích pay to win ở rank cao đi ạ. Trời ơi anh em ơi, chả tốt. Với tôi ấy, thì thường những cái ông mà nạp, gọi là đuối khủng đi, thì thường người ta không có nhiều thời gian để chơi. Mà người ta có chơi thì người ta sẽ đến một trình độ nhất định thôi. Thì tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì người ta còn phải làm việc khác, người ta không chuyên tâm được vào đá được. Còn tất nhiên là game này là trình. Tôi nói thật anh em luôn, game này là trình, không phải pay to win. Game này không phải pay to win nhá. Trình nó sẽ chiếm khoảng 80%. Nói thật câu là như vậy. Tôi nói thật anh em luôn câu là như vậy. Tôi cho tôi ăn khoảng ZD mà góc gần đi. Đấy. Đấy. Kéo Duy Hòa nhá. À ra thế là thầy bảo anh em nhà tôi trình gà chứ gì. Đúng. Thì đúng rồi anh em. Thì trình cao lên siêu sao anh em. Không phải trình cao thì anh em không lên được siêu sao. Cái đấy là cái thực tế mà anh em. Có gì đâu. Đội mà ngon mà không lên được thì thường là người ta không có nhiều thời gian hoặc là người ta phải làm việc khác, người ta không chuyên tâm được đá. Thường là như vậy. Đa số là như vậy. Còn như tôi thì nhiều khi bây giờ nó là công việc anh em, nhiều khi nó là công việc ngày nào cũng chơi, ăn ngủ với con game này rồi. Cảm ơn Sơn nhé. Em đá ping 120 gác cổng thế giới thì như thế nào khề mặt cười. Ping 120 thì vấn đề khi mà nó gọi là do ping rồi thì gần như là anh em chơi game kiểu rất là gồng ấy. Uầy, kiểu chơi game kiểu gồng luôn đấy. Em ôi. Xin lỗi về việc SFB làm phiền thầy ạ. Ok, cảm ơn nó hứa toàn quên nhá. Đó, ok, cảm ơn hứa toàn quên nhiều. Và tiếp tục áo đỏ đi, tiếp tục áo Van der Beek này. Huy hiệu hội viên lên 1 tháng rồi, sáng rồi đấy. Đó, còn Sanake nhá. Ôi giời ơi. Sơn fan Chelsea đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi, cảm ơn Sơn nhá. Em không mua áo được thì em mua một nụ cười của khầy được không ạ? 1.2.3 khầy cười lên đi. Không phải hôm nay tôi cũng hơi mệt đó, thật sự là hôm nay tôi cảm giác hôm nay hơi mệt. Đó nên là chắc tôi đá nó trận này đâu. Sao cười nhếch mép sao? Cười nhếch mép đâu VP ơi, cười tươi như thế mà còn cười nhếch mép. 5311 á, 5311 thì nó vẫn còn tình người mà anh em. Nếu mà 5311 thì vẫn còn tình người trong đấy. 8 gọi là 8110 của Trịnh Hiếu thì nó là không có tình người còn. Dũng có rap name là NMD nay vừa mua áo của Tabi để mùa 4 thì rap Việt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ui cảm ơn Mạnh Dũng nhé. Ngồi học toán bật stream thầy học vào thế nhỉ. Ui, sao rapper lại ngồi học toán ta. Cảm ơn Mạnh Dũng có rap name là ND là NM cái gì NMD nhá. Sao rapper lại ngồi học toán, tôi tưởng là rapper phải ngồi tưởng là deep flow và lủng cái gì nhỉ. Uầy, cảm ơn giám viên nhạc nhé. GK 1 bàn 500k cô thầy. Uầy, GK khó quá, GK không thể nào được. Đây, danh siêu sao em ơi. Danh siêu sao. Đó. Nope. Úi giời, D mà không ăn kìa. Ôi giời ơi. Duy Hòa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cải pen hút 500 đi thầy. Cải pen hút 500. Nope. Ờ nhờ, hay làm cả pen đi. GK 1.500k à, làm cả pen được ấy. Ôi giời ơi. Giảng viên âm nhạc Việt Anh đã donate cho Tabi 60.000 đồng.
Thầy cô biết kiếm pen đại pháp ạ. Được, có khi làm quả kiếm pen đi, có khi làm kiếm pen 500k thơm quá nhở. Nope. Đây rồi, Benzema. Benzema. Neymar dịch đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Ôi giời ơi. Long Trần đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Nay thầy like muộn thế. Hôm nay các bạn là chờ MU đá xong, nay chờ MU đá xong bắt đầu tôi ngồi tôi like. Đó. Sắp tới đi vào Sài Gòn tôi ngồi tôi cầm điện thoại tôi like nói chuyện anh em không chơi game, tôi ngồi nói chuyện. Nè, có vị không? Tôi biệt vị. Ok, bye bye anh em nhé.